Hello anh em, em có mấy món đồ thanh lý cho anh em đây. Trước mặt em là có cặp loa vỏ vỏ, đôi vỏ này. Đôi vỏ thùng loa bát 30 này. Bán thanh lý cho anh em giá 500 nghìn nhá. Phân tần đầy đủ, loa chung loa check còn đầy đủ, vẫn đang kêu. Anh em về lắp bát phát là hoạt động luôn. Bán thanh lý cho anh em 500 này. Video giờ nó ngắn, em làm giới thiệu gọi là nhanh nhanh tí. Đây, loa nó đây, e căng đầy đủ nhá. Đây một chiếc này. Con này thùng khá to. Bát 30 nhưng mà thùng khá to. Đấy, thanh lý cho anh em giá 500 nghìn. Đây là sạc pin Vega này. HT này, S12A này, sạc pin Vega. Hàng bãi nhá. Bát 30, hàng súp 30. Sạc pin Vega xịn. Rồi bán cho anh em thuộc là bán cho anh em con súp đây là súp Minager này, của Canada này. Đấy, Minager của Canada này. Thuộc này bán cho anh em giá thanh lý cho anh em giá là thùng hơi xấu nhá. Hoạt động tốt thùng hơi xấu chút. Bán thanh lý cho anh em giá 2 triệu. Với in Canada xịn luôn. Đấy. Nói chung là trong đây còn rất là nhiều loại nhưng mà em để hơi khó lấy, khó quay. Thế bây giờ em tiện với máy quay thì em có một số sản phẩm để giới thiệu cho anh em xem là anh em hợp gu cũng dòng nào thì alo cho em nhé, nhắn tin cho em nhé. Thứ nhất là đây là dưới đây thì ui giời, xoay cái này ra. À đây, từ trong này em có cục súp Canada bát 25 này. Canada bát 25 này. Con này là nội địa Canada nhé. Điện 120V đấy. Tiếng nói nhất sâu, mềm. Không đau đầu ạ. Rất êm luôn. Điện 120V bát 25. Con này để cho anh em giá là 5 triệu 2 nhá. Đấy, 5 triệu 2 nhá. Đấy, bát 25. Tiếp tục nó là cục con súp MK. Ở trong nhà sau tối thế. Súp MK bát 30 nhá. Súp MK đây là mở căng này. MK cái này không xa lạ gì với anh em chơi audio đâu. Đó, bát 30 này. Lúc này để cho anh em mức giá là xả cho anh em nhá. Đấy, mức giá là 6.800.000. 6.800.000 nhá. 6.800.000. Tiếp tục giới thiệu đến anh em có ai là con nhà em thì hay làm những dòng đẩy xốp này. Canada hàng DB Acoustic này. Đó, DB Acoustic này. Những dòng S500 này, S700, S900 này em đều có nhá. Đời mặt là đời mới. Rất là đẹp. Mà làm size rất là ngắn, nhà hãng là kích thước rất là ngắn. Chiều đằng sâu của nó chỉ 40 chưa đến 40 phân nhá. Chiều đằng sâu của nó. Chiều sâu không đến 40 phân. Đó. Tiếp tục giới thiệu anh em là con Vang. Vòng vang vang số DB là nhà em cũng có rất là nhiều loại nhá. Sẵn rất là nhiều loại nhá. Đấy, từ loại tầm trung cho đến tầm cao nhá, em đều có hết nhá. Đấy, vang số như cái trước mặt em đây là con vang số S500P nhá. DB Acoustic S500P nhá. Và con này nữa là con 700 nhá, S700 nhá. Đấy, cũng là DB Acoustic S700 Plus. Con này là con trên này là con cũng DB nhưng mà tăng cơ lai số nhá. Con này mã đời mới vào năm 2023 này. Đây là có mã KM350 Pro này. Đó. Còn mic thế, mic nhà em cũng có đủ loại nhá. Từ thấp lên cao nhà em có đủ nhá. Thương hiệu DB cũng thích nhá. Đó. Anh em có nhu cầu thì điện cho em hỏi những model gì bao tiền em báo giá nhá. Đó. Còn trước mặt đây nữa là con tăng số. Đó. Mẫu mới của hãng này là hãng TD nhá. TD Acoustic nhá. Đó. Số này mã này rất là vừa tiền mà hợp lý mà tiếng rất là tốt. Đấy, mã này có cái hiệu là DIK 228 nhá. Con này tiếng rất tốt, trong phân khúc rất là tầm tiền. Đấy, tầm tiền em xét rồi, em lắp cho khách mấy lần mấy con em đến trực tiếp lắp rồi, tiếng rất là tốt, lời ca rất hay. Đó, cả là giống mic nhá, mic của TD Acoustic nhá, nhà em cũng sẵn hàng nhá. Đấy, mic mới nhá, mic của mic hàng chính hãng nhá. Đây là hàng chính hãng, mới tinh, nhập khẩu chính hãng luôn. Đó. Còn ở đây những cái bên này thì cố gắng em làm cái video tầm khoảng 6-7 phút thôi nhỉ, 6-7-8 phút thôi. Đó, giới thiệu anh ra đây, còn A800 hàng bãi nhá.
800 hàng bã nhé. Con này máy rất là lành, tiếng rất là hay, máy lành nhá. NA thì anh em biết rồi, mà cái mã 800 của nó cũng là khủng rồi đấy. 800 có cả bù áp của nó luôn là 36 32 đèn, 36 đèn nhá. Còn đây nữa là có giới thiệu anh em, đây con này là con răng cơ, răng cơ lấy số của TD này đấy. Cơ lấy số của TD này. Con này cái mã là T9 nhá, T9 nhà em vẫn sẵn hàng nhá. Rồi đến dòng T6 nhá, cũng là TD Acoustic nhưng là T6 nhá, T6 ca kinh này, T6 ca kinh này. Nói chung là cái mã này nhà em bán là rất là chạy hàng nhá, nó phân khúc tầm trung đó, chỉ trên 2 triệu thôi nhưng mà tiếng rất là hay, vang vọt, vang mượt lắm. Dòng này không có vọt nhá anh em nhá, vang con này được ví như 2.3N luôn, 2.3 là mã xịn luôn, Hàn Quốc luôn. Vang rất là luột mượt luôn, nhạc ra rất là hay, tiếng hay lắm nhá. Nó không thể, con này không thể so sánh những cái dòng vang cỏ 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2 của trên thị trường đang bán đâu. Đấy. Còn đây những cái vang cỏ này cứ tầm 1 triệu, hơn 1 triệu nhà em cũng có nhá, hơn 1 triệu nhà em cũng có nhá. Đây ba con này, ba loại này nhà em cũng có nhá. Tiếp tục là đây là dòng mic bãi này, Bayer này, nhà em có hàng nhá. Này là được mệnh danh là dòng rất là lành, tiếng hay, rất lành tính, không lỗi vặt bệnh tật gì cả, rất là lành, tiếng rất tốt, đời cao, có cảm biến gia tốc đầy đủ. Tay da cá nhá, tay da cá. Con này là con tiếng con K10, con vang này con cũng là TD nhưng nó là K10 nhá, bản K10 bản đời cao đấy, bản cao tiền đấy, bản cao cấp đấy. Con này nó giá cũng cao tiền đấy, 3 triệu mấy gần 4 triệu nhá. Đấy, vàng cứ lấy số cao cấp ấy. Đó. Đây con này thì là TD này, à, con này là khách mang ra nâng cấp này. Bán xả cho anh em giá rất là tốt này, con này con TD này. Anh em không đấy nhá, cái hàng này là em là bán chỉ hàng chính hãng thôi nhá. Không bán hàng trôi nổi thị trường đâu. Đó. Rồi K8 Pro này, con này khách hàng là nâng cấp này đổi này. Anh em có nhu cầu thì điện cho em, alo cho em nhé. Zalo của em dùng, em chỉ duy nhất dùng một số điện thoại thôi từ trước này, chưa bao giờ dùng hai số bao giờ cả. Con vang này là vang Solix này, Solix Plus này, mấy mã là K1000 này, 10.000 này, 10.000 cận này. Đó. Con này thì trong nhà em không bán nhưng mà chắc là khách nâng cấp hay sao, đúng không? Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. Thời gian bây giờ cũng được ấy rồi, thôi em quay 10 phút thôi. Đây giới thiệu anh em, đây là mấy cái đồ nội địa nghe nhạc này, Pilo 8.800 này, rồi Sansui AU 5.900 này, rồi Sansui 405 này, Tuler này. Nói chung là dòng này em bán xả cho anh em, có nhu cầu thì em bán xả cho. Cassette này, đời lông này, con này mặt nhôm dày cộp này, cassette đời lông hai cửa băng này. Con này hình như đang trùng dây cu gia, anh em mua em bán xả thanh lý cho anh em và tự thay dây cu gia chạy luôn. Thôi video cũng là dài rồi, em xin phép chào anh em nhé, hẹn anh em vào một video khác. Em còn rất là nhiều món nữa cơ, rất là nhiều. Đấy, giờ thôi cứ tạm như thế đã. Xin chào anh em nhé.